cho tất cả chúng ta đều khỏe mạnh, chúng ta có một cái nguồn năng lượng tích cực và vui vẻ nhất hàng ngày, cũng như là trong cả cái quá trình tập luyện, hay là chúng ta bận quá mà chúng ta không có cái thời gian nhiều để tập luyện, thì chúng ta hãy dành ra 5-10 phút mỗi một ngày. Chúng ta có thể mantra vào sáng sớm hoặc là mantra vào trước khi đi ngủ, và chúng ta sẽ thấy là cải thiện cái giọng nói, cải thiện cái khí, cái hơi thở của bạn rất là nhiều, và tăng cái nguồn năng lượng tích cực lên cho các bạn rất là nhiều ha. Trong mantra Om thì nó bao gồm 5 âm. Âm đầu tiên là AUM, có nghĩa là không gian và vũ trụ. Âm thứ hai là HUM, H-U-M, HUM là âm tượng trưng cho nước. Âm thứ ba là TRAM, T-A-T-R-A-M, TRAM là tượng trưng cho đất. Và âm thứ tư là HERIM, H-I-R-I-M, HERIM là tượng trưng cho lửa. Và cái âm cuối cùng, OM, A-H đọc là OM, thì là tượng trưng cho gió. Vậy là chúng ta đã có đủ 5 âm. Như vậy, ở trong ngũ hành của trời đất cũng cần phải có các yếu tố như thế, đúng không ạ? Không gian, rồi là đất, nước, gió, lửa, có đầy đủ ngũ hành như vậy thì chúng ta mới tồn tại được ở trên cái trái đất này. Trong con người của chúng ta cũng vậy, cũng có ngũ hành, và chúng ta thực hành mantra hàng ngày để chúng ta tăng cái năng lượng của chúng ta lên. Và bây giờ chúng ta sẽ vào âm đầu tiên, đấy là âm AUM. AUM thì chúng ta sẽ cái phần A này, A, U, phần M là chúng ta bè môi ra, sẽ hít vào. Như vậy chúng ta ngâm đến khi nào mà chúng ta cảm thấy chúng ta muốn dừng lại, hoặc là chúng ta có thể đặt đồng hồ 1 phút và chúng ta dừng lại. Và chúng ta sang âm thứ hai là âm HUM, H-U-M đọc là HUM, phần M cuối cùng là bành môi này, HUM, như là chúng ta nuốt cái khí vào phía trong bụng với cả nhà. Và chúng ta cũng đặt đồng hồ 1 phút hoặc 2 phút tùy theo cái thời gian của các bạn ha. Đều với cả cái vần AUM lúc nãy chúng ta, vần ôm lúc nãy chúng ta vừa mới ngâm xong. Rồi bắt đầu chúng ta thực hành cái vần HUM nha. Và chúng ta cũng ngâm cho đến khi nào mà hết cái thời gian mà chúng ta đặt ha. Bắt đầu hít vào. Cứ như vậy các bạn sẽ ngâm đến thời gian chuông đồng hồ reo, và chúng ta sẽ chuyển sang cái âm khác, âm thứ tư tức là HERIM. Và chúng ta sẽ ngâm như sau. HERIM, HERIM. Đó, chúng ta cũng ngâm hết cái thời gian mà chúng ta gì ạ, đặt đồng hồ đều với các cái âm phía trên. Và âm cuối cùng là âm AH, đọc là ôm. Ôm, cho đến hết cái thời gian mà chúng ta đặt đồng hồ ha. Vậy là có 5 âm tất cả, và bây giờ Trang sẽ đọc tất cả các âm đến một lần, và sau đó thì các bạn sẽ tùy theo cái thời gian của chúng ta thì chúng ta đặt nha. Rồi bắt đầu nha.
Comment hỏi mình nhé. Rồi, namaste.